Cân bằng bố cục là gì và tại sao lại phải cân bằng bố cục trong thiết kế? Đầu tiên là mình sẽ vẽ một hình tròn như này trên cán cân. Thì bạn sẽ thấy là bên có hình tròn sẽ dễ bị đổ. Đó là vì mất cân bằng. Nhưng nếu mình vẽ một hình tròn nhỏ hơn và đặt ở vị trí như thế này thì bạn sẽ lại thấy cân bằng hơn. Vì sự cân bằng về mặt thị giác có liên hệ mật thiết với cân bằng về mặt vật lý. Cân bằng bố cục giúp tạo ra sự ổn định và hài hòa cho ấn phẩm, giúp ấn phẩm của bạn dễ nhìn hơn, đẹp mắt hơn, chuyên nghiệp hơn. Và mọi ấn phẩm thiết kế chỉ thành công khi thực hiện tốt nguyên tắc cân bằng này. Có hai kiểu cân bằng chính: cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng. Cân bằng đối xứng là các yếu tố được sắp xếp đồng đều hai bên trục trung tâm, tạo cảm giác trang trọng và ổn định. Ví dụ, một thiệp mời đám cưới thường sử dụng cân bằng đối xứng để tạo ra sự thanh lịch và trang trọng. Thế còn cân bằng bất đối xứng là các yếu tố có trọng lượng không đều nhau nhưng vẫn tạo ra sự hài hòa. Điều này giúp cho thiết kế trở nên năng động và thú vị hơn. Ví dụ, một bên bố cục có nhân vật chính lớn nhất rồi, thì chúng ta có thể sắp xếp những nhân vật phụ nhỏ hơn và nhiều hơn để cân bằng ở phía còn lại.